Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Mô Tô nha mọi người nha. Trúc Mô Tô số điện thoại 0932 047 956, số Zalo là 0768447735. Trúc Mô Tô là một kênh chuyên mua bán xe mô tô phân khối lớn và mô tô phân khối nhỏ đã qua sử dụng, đặc biệt là những xe có giấy tờ hải quan chính chủ, mua bán sang tên rút gốc toàn quốc nha mọi người nha. Thì theo như các anh theo dõi kênh của em bấy lâu nay thì chắc cũng đã biết, cũng đã rành về kênh của em rồi ha. Mua bán rất là rõ ràng nha mọi người. Anh em nào ở Sài Gòn thứ ghé số 237 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú xem xe giúp em ha, giao dịch trực tiếp. Còn anh em nào ở các tỉnh không có điều kiện đi lại hoặc không có thời gian đi thì anh em cứ cọc tiền, em sẽ ship xe tặng nơi. Giấy tờ thì ở xa cũng như ở gần nha mọi người. Bên em bao hết tất cả giấy tờ cho tất cả mọi người. Anh em chỉ cần chụp căn cước công dân, chứng minh hộ khẩu, gửi vào Zalo cho giúp em nha mọi người nha. Thì em sẽ làm giấy tờ rút gốc sang tên cho tất cả mọi người. Người không cần đi đâu ha mọi người, ở yên một chỗ vẫn mua xe được nha. Cho nên các anh ở tỉnh xa thì cứ mạnh dạn alo nha. Em sẽ hỗ trợ hết mình cho tất cả các anh được mua một chiếc xe yêu thích của các anh. Mua để thỏa mãn đam mê của mình ha mọi người ha. Rồi, lời nói đầu tiên thì xin phép cho em gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người mọi nhà nha. Nói chung được sức khỏe bình an và gặp nhiều may mắn trong công việc và làm ăn của mình. Rồi, chủ đề chính ngày hôm nay, quay lại chủ đề chính ngày hôm nay thì bên cửa hàng em mới vừa về được một em này. Siêu cộp luôn nha mọi người nha. Con này thì quá nổi tiếng trên thị trường rồi. Anh em nhìn phát biết xe gì liền ha. Con này thì lẫn nước ngoài lẫn Việt Nam, trong nước ngoài nước đều rất là chuộng nha mọi người nha. Và trong thời gian gần đây thì con xe này được các anh săn đón rất là nhiều, cho nên giá cả em nó thì cũng lên được chút chút ha mọi người. Một con xe đã xài rồi mà nó lên giá nữa thì rất là tuyệt vời. Tại vì dòng này nó rất là hiếm xe nha mọi người nha, rất là ít xe luôn. Thì đa số anh em mua những con xe này về khó là bán lại lắm nha mọi người nha. Tại vì những con này nó rất là bền bỉ, giá cả thì mình mua thì nó không bao giờ bị rớt giá tầm bậy tầm bạ nha mọi người nha. Thậm chí hiện tại bây giờ thì giá vẫn lên bình thường ha mọi người, không có hạ đâu, giữ giá rất là tốt. Thứ nhất, thứ hai là giấy tờ rõ ràng, thứ ba là rất là bền bỉ, rất là trâu bò nha mọi người nha. Đi hồi không cần sửa chữa, không cần gì hết. Tại những cái đặc điểm những con xe này thì nó rất là ok rồi. Xa đô thì nó đã ngon, đã ok rồi. Nhưng mà những dòng xe này thì mà còn xài còn khá keng, khá đẹp như vậy thì khỏi phải bàn nữa ha mọi người ha. Con xe này được dán keo nguyên chiếc luôn, keo trong nha mọi người, keo bảo vệ nước sơn nha. Em này là Honda Shadow 750, 2 máy V, 2 bô, đời 2009 nha mọi người nha. Xe này được nhập khẩu nguyên chiếc. Nói chung xe này là xuất Mỹ nha mọi người nha. Này là Honda Shadow Mỹ, Shadow Aero nha mọi người nha. Nói về dòng Shadow thì rất là nhiều dòng, nó có 5-6 dòng nha mọi người nha. To nhất là bản Honda Shadow Phoenix nha mọi người nha. Và bản này là Honda Aero, xong mới tới bản Brick, Honda Shadow Brick nha mọi người nha. Nói chung là 5-6 dòng gì đó. Aero, Phoenix, Brick, Phantom, Sailor, rất là nhiều dòng nha mọi người nha. Nói chung rất là nhiều dòng, nhưng mà mẫu mã thì nó cũng vẫn y chang một mẫu thôi. Chỉ có con Phantom á, thì nó cùng mẫu nhưng mà màu thì nó khác nha mọi người nha. Cái họa tiết trên xe thì những cái con đó dễ rất là nhận dạng được, đó là màu đen mờ nha mọi người nha. Và những cái cốp và những cái lốc này, những chi tiết mạ xi trên xe này thì được hoán đổi thành màu đen mờ hết nha mọi người nha. Nói chung đại khái là nó đen thui thùi lùi đấy. Này cho anh em dễ biết ha, là Honda Phantom, Shadow Phantom. Còn con này là Aero nha mọi người. Bản Aero và bản Phoenix y chang nhau nha mọi người nha. Chỉ có điều bản Aero này là bản phiên bản nhập Mỹ, sản xuất tại Mỹ nha mọi người nha, và nhập về Việt Nam mình luôn. Honda sản xuất và lắp ráp tại Nhật, nguyên con tại Nhật và xuất sang thị trường Mỹ nha mọi người, là được gọi là Honda Shadow Mỹ Aero nha mọi người. Honda Shadow Aero Mỹ thì xài đồng hồ bằng mai nha mọi người, tính mai nha. Một mai của nó là thành một cây sáu số của mình. Thì con xe này là 2009, đời 2009, Honda Shadow Aero đời 2009, sử dụng hai động cơ, hai máy V, hai máy hình chữ V,
hai bô một bên. Này chuyển động bằng trục cách tăng nha mọi người nha, chạy bằng lắp. Nói chung chạy bằng lắp. Không xài xích nha mọi người. Xích là những con đời thấp, 750 đời thấp mới có xài xích thôi, còn những đời cao là không xài xích nữa nha mọi người. Tem bọng các thứ còn nguyên si. Đó, nói chung là xe zin nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Anh em nhìn xem đánh giá ha. Xe này thì cực mới rồi, không có giới thiệu mà độ mới độ gì nữa đâu. Nói chung con này là ken luôn á, dán keo trùm nguyên chiếc nha mọi người nha. Máy móc sạch sẽ khô ráo, bản này gắt chân bự đi đường xa rất là ok luôn. Móc số không bị rách dài nha mọi người. Đó, móc số luôn. Số trước số sau đều không cần móc nha mọi người nha. Những anh em nào mang giày thì sợ trầy giày thì không cần móc đâu, dặm sâu là ok rồi. Này, chi tiết trên xe là tem bọng trên bình xăng các thứ là còn ok ha mọi người ha. Audio của em nó là 15.029 mai. Thì một cây một mai của nó là tương đương một cây 6 số nha mọi người nha. 15.000. Đó, mọi chi tiết trên xe đều ok hết, rất là mới, rất là láng bóng luôn. Từ cái cũ xe nó cũng khá là đẹp nha mọi người nha. Ốc tán còn bảy màu, chén cổ chưa mở, nói chung là hoàn hảo lắm nha mọi người nha. Đó, những cái cụm con tắc, nói chung xe này là đẹp nguyên thủy luôn, không tì vết á, rất là đẹp luôn. Thì Honda Shadow thì anh em đã rành rồi, thì em không có cần giới thiệu độ bền, độ chất lượng đồ của nó nữa đâu ha mọi người. Nó là rất là tuyệt vời rồi. Những dòng phân khúc tầm trung 750 này thì Honda Shadow được đánh giá là một trong những con xe là ưa chuộng nhất thời trường đường Việt Nam mình luôn nha mọi người nha. Đèn đuốc thì khỏi phải bàn. Dòng này nó lành tính nha mọi người nha. Máy nó cực kỳ êm luôn. Dòng Honda máy rất là đã luôn nha mọi người. Máy thì thầm mùi sân luôn, tại cắt nước luôn nha mọi người. Hai máy V, inox và mạ chrome trên xe thì anh em khỏi phải bàn, soi mặt hết, bất cứ chi tiết nào đều soi mặt. Đây những miếng cao su, những dặm chân dặm tháng còn khá là mới luôn. Này tem bọng các thứ còn nguyên zin. Đó anh em thấy không? Xe này là em chưa rửa luôn đó nha mọi người. Em mới lấy về và em quay thôi đó, em chưa có động chạm gì luôn đó nha mọi người nha. Này rửa và đánh bóng lên phát nữa rồi rồi luôn. Rùi đậu té luôn nha mọi người. Bóng lắm. Anh em thấy cặp bô không? Rất là chất lượng nha. Bô zin. Đây cầm niền sau đầm sau. Rất là hoàn hảo luôn. Dán keo hết. Và đặc biệt một điều con này là xe biển số cực đẹp nha mọi người nha. Đây 59A3 34239. Biển số thằng tài, biển số tiến lên thằng tài nha mọi người. 39 đuôi thằng tài. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi em quay một vòng chi tiết về xe đi ha, cho tất cả các anh xem lại cận cảnh một lần nữa ha. Dòng Aero này máy chạy cực kỳ đã luôn nha mọi người. Anh em lưu ý là dòng Aero và dòng Phoenix y chang nhau nha mọi người nha. Chỉ có điều là Phoenix, dòng Phoenix nó dài hơn, dài đòn hơn một tí thôi nha mọi người. Nói chung một tí thôi chứ không có dài hơn nhiều. Phoenix và Aero là chung một bản. Còn dòng Shadow và Awana, dòng Phantom và dòng Spirit thì nó chung một bản, chỉ điều khác màu. Và có cái loại Sailor và cái loại GT750 thì nó chung dòng. Nói chung là phân biệt ra là ba dòng nha mọi người nha. Con này là mảng mang phong cách Roadster Classic cổ điển pha hiện đại, rất là đẹp nha mọi người nha. Những con xe này anh em chạy rất là nam tính, rất là ok, rất là lịch sự luôn. Không có hổ báo quá, cũng không có điềm đạm quá nha mọi người. Nói chung con này rất là hài hòa luôn. Đó, anh em khoảng U 40, 50, 60 chạy những con này nó rất là lịch sự nha mọi người nha. Nó lành tính chứ nó không hổ báo như những cái con hạt lay Davidson nha mọi người nha. Anh em chạy thì nó hơi dạng như phong cách một chút, hơi phá cách một chút. Nói chung là nó không được lịch lãm. Mà những con xe này là những anh em chạy lịch lãm nha mọi người nha. Đi rất là hài hòa, rất là ok luôn. Mẫu mã thì rất là tuyệt vời.
này là bản Rouser nha mọi người nha, pha plastic mẫu thể thao, hình mẫu plastic cổ điển rất là đẹp, về trước láng bóng luôn mọi người. Nói chung những cái chi tiết nào của chiếc xe là anh em muốn soi gương bất cứ chỗ nào luôn soi luôn nha, từ nước sơn tới dàn mạ si, tới dàn mạ chrome của nó, cặp kiến mà vẫn còn mới can cửa này, anh em hiểu rồi. Những dòng này thì đa số những anh mua được xe thì những anh chủ sở hữu, nói chung về cho đại khái những anh chủ sở hữu thì rất là cưng xe, rất là yêu xe, không có phá phách, không có độ chọt, thì những anh sở hữu những xe này là những anh tầm trung niên trở lên mới chạy những dòng này, cho nên những ảnh không có phá, không có chọt, xe hư tầm bài tầm bạc nha mọi người. Cho nên những con xe này đời 2009 hay 2008 gì bất cứ nhưng mà nó vẫn còn mới là lý do tại như vậy nha mọi người. Người ta giữ xe rất là kỹ càng, chứ không phải những con xe mà đời 2020, 2021 chạy mới có 1 năm, 2 năm nhưng mà nó đã tàn, nó đã xấu, là đó là mình chạy mình phá xe nha mọi người. Không biết cách chăm sóc xe và phá xe rất là nhiều, xe nó mới xuống, nó mới hư nhanh được nha mọi người. Và đa số những con xe phân khối lớn này nó rất là bền luôn. Nó đã sản xuất ra một cục máy này, thì cục máy này chạy có mười mấy ngàn mai thì chưa xi nhê đâu nha mọi người nha. Một con xe mô tô phân khối lớn 750 mà của nhà Honda mà máy chạy có mười mấy ngàn mai thì không xi nhê gì nó đâu. Đây, những cụm chi tiết trên xe thì ok hết. Máy móc thí em test cho tất cả các anh xem, rất là đã luôn. Thì cái video này em quay hơi cận cảnh, hơi chi tiết thì nó hơi dài, anh em ráng thông cảm xem hết cuối video giúp em nha. Giá cả thì em sẽ báo cuối video cho nó hấp dẫn nha mọi người, mọi người thông cảm giúp em nha. Chứ những anh cứ coi video thì mới cái vừa xem mới có mấy phút là anh em kêu là không báo giá là không phải nha mọi người. Giá cả thì anh em cứ coi xe, coi đã xong rồi giá thì em sẽ báo cuối cùng cho tất cả mọi người. Còn anh em nào không có thời gian thì làm ơn tua giúp em nha mọi người nha, không sao cả. Giá thì em báo cuối clip, chiếc nào cũng vậy nha mọi người nha. Những con xe em bán đều nói là rất là rõ ràng, quay rất là chi tiết, từ một con ốc cũng phải quay nha mọi người nha. Và giá cả đương nhiên là phải báo cho tất cả mọi người. Còn giấy tờ thì bên em bao rồi, không cần bàn tới. Quay xe thì phải quay đặng cảnh nha mọi người, cho nó hơi lâu một tí thì mà anh không có việc gì mà phải nói chung là trách móc em tội nghiệp ha mọi người. Tại vì không phải quay xe là cho những anh ở Sài Gòn xem không, mua không đâu nha mọi người nha. Thì có những anh ở xa thì anh không có điều kiện đi lại, thì anh cần quay chi tiết về chiếc xe để mấy ảnh mua ở xa mua vẫn được nha mọi người. Đó, cho nên mấy anh ở gần thông cảm giúp em nha. Thì mua bán có người này người kia, người xa người gần thì thông cảm nhau một chút thôi. Đó, chứ ai cũng muốn quay nhanh để không làm phiền mất thời gian tất cả mọi người đâu. Nhưng em quay là quay chi tiết như vậy nha mọi người. Một con xe giá trị nó rất là lớn thì mình quay bay rất là kỹ. Còn những con xe nào mà trị giá nó không nhiều thì quay đại khái thì cũng tạm được đi, không có vấn đề gì. Những con xe này em phải quay kỹ nha mọi người nha, anh em thông cảm giúp em. Nói chung là hoàn hảo nha mọi người nha, nó dán keo nguyên chiếc luôn, biển số là cực đẹp rồi, không cần bàn tới nha mọi người. Cầm điền lóc liếc các thứ là rất là ok luôn. Đây nha mọi người, xe nhập Mỹ, hàng bô có chữ tiếng Anh trên bô nha mọi người nha. Hai cái bô đều có những chữ tiếng, hai dòng tiếng Anh này nha mọi người. Nó y chang những con Rebel Honda 250 của Mỹ sản xuất vậy đó. Nó sẽ có những cái hàng chữ Liti in trên cái bô, rất là đẹp luôn. Hai bô đều có hết. Phuộc thì đây, tem phuộc còn luôn. Sườn mới luôn nha mọi người. Đây, sườn còn mới can, rất là đẹp luôn. Đây cốp nha mọi người, lóc lạc các thứ còn ok. Hơi nóng quá. Đó, xe dán keo nguyên chiếc nha mọi người nha, rất là đẹp luôn, rất là hoàn hảo. Cái này nó ra ngoài nắng nó chói mắt lắm nha mọi người, nó sáng ghê lắm. Rồi, một dòng chi tiết về xe ha. Bây giờ em xin test máy và báo giá cho tất cả mọi người cùng xem. Và yêu thích thì rước em nó về ha.
dòng này hiện tại đang bán rất là chạy và rất là khan xe nha mọi người. Anh em yêu thích Sado thì nhanh liên hệ nha, tại vì những dòng này bên em cũng rất là ít xe, lâu lâu mới có một chiếc chứ không có nhiều. Anh em theo dõi kênh chắc biết khó được mua được xe lắm nha mọi người nha. Mà đã giải một con xe ken xe đẹp như vậy thì càng khó hơn đây. Cầm điện sinh nha, mắt chân da ban, cầm còn sáng trưng luôn nha mọi người. Cái phuộc này không tì vết luôn, anh em nhìn cái phuộc này an tiền luôn ha mọi người. Rồi dòng chi tiết về xe, rồi em xin test máy cho tất cả anh em cùng xem ha. Rồi đây em đề thử ha. Dòng này là xe nhập nha mọi người, nó không có con tắt đèn nha mọi người nha, nó cứ bật chìa khóa lên này nó sáng miết vậy thôi nha mọi người. Các anh không phải là kiểu ai xe không có nút đèn sao xài, đèn nó sáng bình thường nha mọi người nha, canh ngày canh đêm cứ bật chìa khóa lên là sáng thôi, máy không nổ vẫn sáng luôn. Anh em sợ hết bình, không có hết bình đâu nha mọi người. Bình này rất là lớn, ampe rất là cao, và khi máy nổ là nó sạc trực tiếp qua bình. Đó, như vậy là nó đang sạc bình nha mọi người, cho nên anh em khỏi sợ hao bình. Nó đã thiết kế sao thì phải ok, nhà hãng sản xuất mà đúng không mọi người. Hai đèn hậu sau đây ha mọi người, đèn sau mà còn mới lắm, đèn đuốc xi nhanh các thứ đầy đủ, xi nhanh trước sau ok hết. Rồi còi ha mọi người. Rồi cốp pha ok hết đây ha. Rồi nói chung là hoàn hảo từ đầu tới đuôi luôn, vấn đề gì. Rồi em xin làm mấy ga tinh bô cho tất cả anh cùng xem cái bô ha, nó nổ rất là hay luôn, rất là quy lực nha mọi người nha, âm thanh bô cực hay luôn. Dòng đặc trưng của hai máy V nổ rất là ấm tai, rất là sướng nha mọi người. Ngoài công viên nó cũng hơi ồn cho nên em không dám nặc không nha mọi người nha. Rồi anh em nào yêu thích con này thì alo số điện thoại liền cho em nha. Số điện thoại của em là 0932047956. Số Zalo của em là 0768447735. Em bán con này với giá là 285 triệu nha mọi người nha. 285 triệu. Giá rất là dễ thương luôn. 285 triệu cho một con Honda Shadow Aero đời 2009, hải quan chính ngạch chính chủ, biển số Sài Gòn. Biển số cực đẹp luôn, biển số 39 thằng tài. Số tiến lên mà biển số 39 nữa nha mọi người nha. Rất là ok luôn. Máy móc thì khỏi phải bàn. Con xe này anh em nào muốn giữ biển số lại thì ủy quyền chạy nha mọi người nha. Vẫn còn ủy quyền được nha mọi người, xe chính chủ. Máy thì khỏi bàn, rất là quy lực, rất là ok luôn. 285 triệu nha mọi người nha. Rồi, anh em nào yêu thích con này thì alo liền cho em. Anh em nào còn muốn tư vấn thêm cái gì thì ép Zalo giúp em nha. Số giờ em xin nhắc lại, số Zalo của em là 0768447735. Rồi, cần hình chi tiết hay tư vấn thêm cái gì thì vào Zalo giúp em ha. Rồi, mua bán thì anh em ở xa cũng như ở gần, chỉ cần cọc tiền em sẽ ship xe tận nơi nha mọi người nha. Cọc tiền thì từ 12 đến 20% giá trị của chiếc xe, em sẽ ship xe tận nơi cho tất cả các anh luôn. Khỏi phải lo. Bảo đảm không bị trầy xước, không bị máu móp một cái món gì nha mọi người nha. Xe dày sao thì chuyển xuống y chang vậy thôi. Từ Nam tới Bắc nha mọi người, ship thì toàn quốc, không cần phân biệt bất cứ tỉnh nào. Rồi anh em ở Sài Gòn thì ghé số 237 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú xem xe giúp em nha. Rồi em Trúc Mô Tô xin chào tất cả mọi người và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu của mình ra xem hết video của em nha mọi người nha. Rồi Trúc Mô Tô một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh đã đồng hành cùng Trúc Mô Tô trong thời gian vừa qua rất là nhiều. Rồi Trúc Mô Tô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh trong một video gần nhất nha. Và hẹn anh em những con xe mới về để phục vụ cho tất cả anh em gần xa đam mê xe mô tô phân khối lớn, phân khối nhỏ. Rồi em xin chào tất cả mọi người nha.
Bye bye.